Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người quay trở lại với channel của Hồ để tiếp tục những clip về mẹ thuộc. Thì hôm nay họ sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo cái phòng thiết kế bản đồ ở B29 trên game Free Fire nha mọi người nha. Thì để mà làm điều này thì các bạn sẽ phải có cái ứng dụng game Free Fire Max nha, chứ không phải là Free Fire thường. Đây, Free Fire Max nè, chỉ Free Fire thường cho các bạn không có cái tính năng này nha. Thì để mà tải Free Fire Max thì các bạn sẽ lên cái Google, các bạn tìm là tap tap.io nha các bạn nha. Đây. Thì tap tap.io thì các bạn lên cái phiên bản gọi là phiên bản dành cho điện thoại nha, lên phiên bản dành cho điện thoại. Đấy, thì các bạn nhấn vào chữ download này cho mình thì nó sẽ tải về một cái ứng dụng. Sau đó các bạn cài cái ứng dụng đó là ứng dụng tap tap này nè các bạn. Rồi sau khi tải về thì các bạn nhấn, các bạn tìm cho mình cái thanh công cụ tìm kiếm đó là Free Fire Max, thì nó sẽ ra cái game Free Fire Max này. Thì các bạn nhấn vào tải về download ở đây nha, có cái chữ download, các bạn download về. Thì sau khi download xong thì các bạn sẽ mở game lên. Đấy, bạn mở game lên. Thì cái Free Fire Max này nó khá là nặng nha các bạn, cho nên là không phải tất cả bạn nào cũng làm được đâu. Thì tùy vào cấu hình máy, bạn nào máy ok, máy mạnh thì sẽ làm được cái này nha. Thì máy mình cũng không mạnh, nói chung là cũng tương đối nha. Thì mình đăng nhập bằng Facebook, sau đó mình nhấn vào bắt đầu nè. Rồi sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo cái phòng thiết kế bản đồ ở B29 nha. Thì các bạn sẽ nhấn vào cái mục tắt hết mấy cái quảng cáo này nè. Rồi các bạn nhấn vào cái mục sinh tồn này nè. Đấy. Thì sẽ có một cái mục đó là thiết kế bản đồ. Đấy. Thì các bạn nhấn vào. Đấy. Các bạn sẽ nhấn vào cái nút clear này nè. Để mà các bạn chỉnh sửa các bạn ha. Các bạn thấy có cái nút clear nào? Nút clear. Thì các bạn nhấn vào. Để các bạn bắt đầu quá trình gọi là chỉnh sửa mấy cái map này nha. Chỉnh sửa cái bản đồ này. Thì nó sẽ có nhiều cái góc. Đấy. Ví dụ như là hiện tại bây giờ cái bản đồ này nó có những cái mặc định là những cái này nè, thì mình muốn chỉnh sửa những cái này đi, thì mình muốn xóa những cái này đi, thì mình sẽ nhấn vào cái vật thể đó ha. Ví dụ như cái xóa, chọn cái này nè, thì các bạn thấy một cái hồng tâm này không, thì các bạn hướng vào đó, thì các bạn chọn vào đây ha. Sau đó các bạn nhấn xóa, có cái nút xóa bên này nè, phía bên này có cái nút xóa này, các bạn nhấn xóa thì nó sẽ xóa mất đó. Các bạn thấy nó xóa mất thế không, xóa mất hết luôn. Đấy, những cái vật thể này sẽ bị xóa hết. Bây giờ mình muốn tạo một cái lá chắn này. Đấy, mình sẽ di chuyển này ha. Mình sẽ di chuyển này thì sẽ nhấn tích vô thì nó sẽ tạo lá chắn. Đấy, còn đây là những cái dấu tích nè. Dấu tích nè. Nhấn vào thì nó tạo lá chắn. Còn cái thùng này thì mình nó muốn cho mình tạo luôn. Đấy, mình chỉ cần chọn những cái vật thể thôi ha. Vật thể là những cái này nè. Đấy, những cái này. Thùng container rồi nè, các bạn kéo qua bên phải thì nó sẽ nhiều lắm. Đấy, cái xe nè, các bạn nhấn vào tích thì nó sẽ đặt cái xe đây. Đấy, còn cái cuộn rác thì các bạn có thể đặt ở đây tích vô. Rồi. Đấy. Thì tòa nhà thì phía bên này nè, người vật thể mà vật thể đây còn có tòa nhà phía bên này nữa. Đấy. Tòa nhà thì các bạn chọn đây. Rồi, các bạn thấy mà màu xanh á, cái nào mà màu đỏ thì nó sẽ không cho đặt được. Đấy, màu đỏ không cho đặt, không thể đặt vật thể ở đây ha. Còn nếu mà màu xanh thì nó sẽ cho đặt nha các bạn nhé. Đấy, màu xanh thì nó cho đặt. Đấy, nếu mà mình làm cái này thì nó hơi, cái góc nhìn này nó hơi khó điều khiển, khó kiểm soát xíu, thì các bạn thấy phía góc nhìn là chỗ đây không? Góc nhìn là chỗ góc nhìn thứ ba nè, phía trên ở giữa nè, thì cùng ở giữa đó các bạn chuyển sang cái chế độ góc nhìn này thì các bạn sẽ thấy nó ok hơn, góc nhìn tự do này nó sẽ ok hơn ha. Thì mình sẽ chọn cái cấu trúc nhà này đi. Đấy, sẽ đặt cái cấu trúc nhà này ở đây, là đặt thêm cái cấu trúc nhà này ở đây. Đấy. Rồi mình sẽ chuyển sang cái này cho nó dễ ha. Để nhìn đấy, thì các bạn thấy những cái nhà mà mình vừa mới đặt nè, đấy, những cái nhà mình vừa mới đặt ha. Đấy, thì ngoài ra thì mình có nhiều cái lắm, trang trí rồi nữa, có vòi phun nước rồi, đây mình đặt cái đấy đi. Rồi ok ha, đặt cái dừa ở đây. Đó. Thì rất là phù hợp với những bạn nào mà muốn tự vô thiết kế cho mình một cái bản đồ nha các bạn nha. Đấy, thì tương tác đồ này nọ nè, cấu trúc thôi nè. Đấy, thì mình sẽ đặt rất là nhiều thứ ở đây, bản đồ mình muốn đặt cái gì mình đặt ha. Đấy, thì rất là phù hợp với ý thích của mọi người. Đấy, thì đó, mình đã vừa làm một cái bản đồ xong đúng không. Sau khi mà làm cái bản đồ xong thì các bạn sẽ bấm nút ít này đi, tắt cái này đi, rồi các bạn nhấn cái nút low này nè, nhấn cái nút low này cho mình nhanh, cái nút hình cái tệp phải các bạn nhấn low. Hãy lưu về điện thoại đó. Rồi ok ha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào cái nút home này ha. Nút home này.
thì nó sẽ lại thoát khỏi cái chế độ gọi là thiết kế. À, nó thoát khỏi chế độ thiết kế. Đấy. Còn nếu mà cho bạn muốn thiết kế lại thì các bạn nhấn vào nút búa với lại cái liềm này, búa với cái liềm, thì các bạn sẽ quay lại chế độ thiết kế, thì các bạn có thể chọn được vật phẩm rồi này nọ tự thiết kế lại ha. Còn nếu mà thiết kế xong rồi á, các bạn thiết kế xong rồi các bạn bấm cái nút hình ngôi nhà này. Đấy, nhấn vào nút hình ngôi nhà đó là xong. Thì coi như là chốt xong cái thiết kế nha, các bạn không muốn chỉnh sửa gì nữa. Đấy, thì cái bản đồ sau khi mà mình tạo xong thì các bạn sẽ làm cái gì tiếp ha? Thì các bạn sẽ nhấn vào cái nút hình đây, cái nút hình mà mặt này, đấy, cái nút hình mà đám mây mà mũi tên lên xuống này, các bạn nhấn vào đây. Để chi bây giờ các bạn sẽ bắt đầu là tải lên cái bản đồ này lên trên cái server nha, nhấn tải lên nè. Đấy, tải lên sẽ ghi đề lên bản đồ hiện có cho mấy chỗ nè, các bạn nhấn tải lên nè. Đấy, thì các bạn có thể đổi tên cái bản đồ này, thì các bạn đặt tên ví dụ là bản đồ phòng tự thiết kế, thì các bạn đặt tên gì cũng được, phòng tự thiết kế mình đặt là phòng tự thiết kế. Đấy, tự thiết kế rồi mình nhấn ok để mình xác nhận nè. Rồi thì cái tên bản đồ nó sẽ đổi tên. Đấy, tên hiện tại là xác nhận không. Rồi thì cái tên mình sẽ là tên phòng tự thiết kế nha các bạn nha. Sau đó thì các bạn có thể nhấn tải lên, thì khi mà các bạn nhấn tải lên cái bản đồ này thì nó sẽ tải lên cái máy chủ cho các bạn nha. Gì đây, tải xuống một lần rồi sau đó thì các bạn nhấn áp dụng nè, áp dụng. Đấy, thì nếu mà các bạn muốn dùng thì các bạn lưu lại cái bản đồ này là sau này các bạn dùng được nha. Thì cái bản đồ này mình tự thiết kế, rồi sau khi mình vào game thì mình sẽ chọn được, khi mà các bạn vào chọn tạo phòng đấu thì các bạn có thể chọn được cái bản đồ này của các bạn luôn. Thì sau đó thì các bạn muốn chia sẻ cái bản đồ này đối với bạn bè thì các bạn nhấn vào nút chia sẻ này đây nè, nhấn vào thì các bạn nhấn chọn chia sẻ, thì nó sẽ có một cái mẻ gọi là mẻ ID ở đây, thì các bạn copy chia sẻ cái bản đồ này cho các bạn bè của các bạn muốn hơn. Đấy, rồi sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào đây là bản đồ để được đăng ký nè. Đấy, thiết kế của tôi nè, đây là chính là cái thiết kế mà nãy mình bản đồ phòng mà mình mới tạo á, bản đồ được chia sẻ là cái nãy nè, nãy mình chia sẻ cái bản đồ này. Đấy, thì khi mà bạn muốn tìm cái mẻ bản đồ bằng cái mà đã bạn đã tạo một cái đây, một cái battle field ID là cái mẻ chia sẻ bản đồ này, thì các bạn muốn tìm cái bản đồ thì các bạn có thể qua bản đồ để được đăng ký nè, các bạn nhấn vào cái link, nhập cái link này ok, sau đó bạn nhấn tìm kiếm thì nó sẽ ra cái bản đồ này của các bạn luôn. Đấy, thì bạn bè của các bạn có thể vào đây các bạn tìm, đấy, tìm được cái bản đồ của mình thiết kế đây. Đấy, thì mình nhấn đăng ký hoặc là xem trước này nọ cũng được. Đấy, thì mình có thể xem trước cái bản đồ luôn ha, hay không, quá đỉnh luôn ha, bản đồ nãy mình tạo mà các bạn. Rồi mình bấm thoát ra. Đấy, rồi ok, thì mình sẽ thoát ra nè, ok ha, mình sẽ thoát ra, lưu thoát ra. Rồi thì bây giờ mình sẽ có thể tạo phòng được thông qua cái bản đồ vừa mới thiết kế nha. Mình sẽ nhấn vào cái đây, mình nhấn phòng nè, chế độ thiết kế bản đồ này. Đấy, mình nhấn vào tạo phòng nè. Đấy, thấy không? Khi mà các bạn chọn thì các bạn nhớ chọn lại cái chế độ thiết kế bản đồ này nha, chứ đừng có vào cái đấu thường nha. Khi mà các bạn nhấn tạo phòng á, đấy, thì các bạn đây, các bạn vào đây không, để vào cái nút này không, rồi các bạn vào gọi là phòng này, rồi các bạn vào nhấn vào cái tab là thiết kế bản đồ đây nha. Đấy, rồi các bạn nhấn tạo phòng. Đấy, thì các bạn có thể chọn cái lựa chọn bản đồ ở đây, thì các bạn có thể chọn cái bản đồ mà các bạn tạo luôn. Các bạn thiết kế của tôi nè, là chính là cái bản đồ mà mình vừa mới hướng dẫn các bạn tạo á. Đấy, hoặc là được chia sẻ nè. Đấy, thì là cái bản đồ cũng mình vừa mới tạo nè, người tạo nè. Đấy, cái mẻ này là mẻ của mình nè, mẻ ID của mình đấy. Thì mình chọn cái thiết kế của tôi đi. Đấy, lựa chọn bản đồ thì chính là cái bản đồ mà mình vừa mới tạo hướng dẫn cho các bạn lúc nãy luôn nha. Thì sau đó thì các bạn tạo cái phòng theo mục đích của bạn thôi, đặt tên phòng nè, rồi nhập mật khẩu đó, các bạn muốn không muốn ai vào thì những người mà các bạn muốn vào chơi thôi. Chế độ thì các bạn chọn độ tự chiến ấy, số người chơi hoặc là mặc định đó là chọn team 4 là 80 rồi. Game thì các bạn chọn những cái mà mặc định, ví dụ như là về cấu hình này nọ thì các bạn tự bạn quyết định, sau đó các bạn nhấn xác nhận. Sau đó các bạn nhấn xác nhận à, thì nó sẽ bắt buộc phải có thẻ tạo phòng, mình không có thẻ tạo phòng nên không tạo được. Thì đấy, mình đã hướng dẫn xong các bạn là cách làm sao chúng ta có thể là tạo được, tự tạo thiết kế phòng bản đồ theo OB29.
Đấy, thì nếu các bạn thấy clip mình hay, hãy like cái video để mình có động lực làm thêm clip khác hay hơn. Đặc biệt là để thuật toán YouTube để xuất video của mình đến nhiều người hơn. Nếu các bạn chưa đăng ký kênh, hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn nút rung chuông để theo dõi clip mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn đã xem clip này. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.